Ông Võ Ngọc Quý, Giám đốc Công ty Điện lực Gia Lai thừa nhận, ngành điện đã dự đoán được tình trạng thừa nguồn ngay trong năm 2020 khi thực hiện thỏa thuận đấu nối với doanh nghiệp. Vì vậy, 70 trong tổng số 463 nhà đầu tư thỏa thuận đấu nối dự án điện áp mái trang trại vào cuối năm 2020 đều phải ký thêm thỏa thuận phụ về việc đồng ý bị cắt điện nếu có quá tải như một điều kiện để được ngành điện cho đấu nối và ký hợp đồng mua bán. Trong đó, có 35 đơn vị bị yêu cầu lắp thêm thiết bị để điện lực thực hiện đóng cắt điện từ xa trong trường hợp khẩn cấp. Thực tế hiện nay, tổng công suất của các dự án điện mặt trời áp mái tại Gia Lai là hơn 603 MWp, cao gấp đôi so với nhu cầu phụ tải điện của địa phương là 300 MWp. Điều này cộng thêm việc tính toán tăng trưởng phụ tải khoảng 10% một năm của ngành điện sai lệch so với thực tế, khiến tình trạng nguồn cung điện đã thừa nay còn thừa hơn. Tại thời điểm đó nói là theo tính toán ngành điện là lưới điện đủ giải tỏa công suất của chủ đầu tư đó. Tuy nhiên là cái khách quan là cái việc do ảnh hưởng Covid cho nên cái tốc độ tăng trưởng phụ tải nó không như tính toán, khoảng 9 đến 10% năm, nó tăng trưởng chỉ có 1 đến 2% thôi. Thì như vậy nó còn khoảng gần 7 8% là nó không xài hết nên lại tiếp tục đẩy lên lưới thừa nguồn và quá tải cục bộ lưới điện. Rồi, nhóm 1 là đã nằm trong tính toán là khả năng sẽ thừa rồi. Thì họ vẫn cam kết thì họ vẫn chịu, phải chịu. Cái đó gọi là một trong những rủi ro về đầu tư thì nhà đầu tư cũng vẫn phải chia sẻ với ngành điện thôi. Bà Trần Thị Diễm, chủ của hệ thống điện mặt trời áp mái trang trại, công suất 1 MWp ở xã Chư Hậu, huyện Yagrai, tỉnh Gia Lai cho biết, từ tháng 1 năm 2021 tới nay, trung bình mỗi tuần, hệ thống điện của bà bị cắt giảm một ngày, gây thất thu khoảng 50 triệu đồng một tháng. Bà Diễm cho biết, để đầu tư được hệ thống điện này, bà phải bỏ số vốn là 15 tỷ đồng, trong đó vay ngân hàng 10 tỷ đồng. Theo tính toán ban đầu, nếu hệ thống chạy hết công suất thì sau 7 năm sẽ thu hồi vốn. Tuy nhiên, tình trạng cắt sa thải thường xuyên của điện lực hiện nay đang khiến kế hoạch kinh doanh của bà bị đảo lộn. Tôi thấy là nó sẽ gây là lãng phí cái nguồn điện và ảnh hưởng đến cái lợi ích của doanh nghiệp. Hiện tại thì theo cái lịch điều độ của điện lực thì trung bình là khoảng từ 4 đến 6 ngày trên một tháng thì nó sẽ ảnh hưởng đến tổng cái doanh thu trên tháng của chúng tôi thì tầm mấy chục triệu đó. Thì nó sẽ làm chậm cái tiến độ thanh toán ngân hàng. Về lâu dài thì chúng tôi sẽ bị động về các nguồn tài chính. Thực tế hiện nay, hầu hết 463 hệ thống điện mặt trời áp mái trang trại tại Gia Lai đều bị cắt sa thải điện theo hai dạng là khẩn cấp và theo kế hoạch được báo trước. Theo đó, những đơn vị đã được yêu cầu lắp thiết bị đóng cắt từ xa sẽ bị cắt khẩn cấp bất kỳ lúc nào thừa nguồn và quá tải cục bộ. Còn những hệ thống điện khác sẽ bị cắt từ 4 đến 10 ngày trong một tháng. Điều đáng nói thêm là việc cắt sa thải thường xuyên diễn ra vào ban ngày, thời điểm bức xạ mặt trời cao nhất cũng là lúc các hệ thống này cho lượng điện năng suất nhất. Chủ của một trang trại đầu tư 15 tỷ đồng làm gần 1 MWp điện năng lượng mặt trời áp mái tại huyện Yagrai, dù không ký thỏa thuận cắt sa thải nhưng vẫn bị thường xuyên cắt điện, cho biết. Cứ bình quân một ngày cắt giảm điện thì mất đi là tương đương một cái doanh số là 8 triệu. Cái thời gian thu hồi vốn bị kéo dài đó. Nhưng mình nói rõ rằng ở góc độ là quan hệ mua bán với nhau trong cam kết thì đây là một sự không công bằng. Vì nhà đầu tư ban đầu từ một người chủ động đầu tư và tính được bài toán lợi ích của mình thì bây giờ trở thành là một người không thể chủ động được sản xuất ra được đó điện. Nhưng tôi không biết được là tôi sẽ bán được bao nhiêu. Thì rõ ràng mọi bài toán nó trở nên là mờ mịt hết. Ông Phạm Văn Bình, Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Gia Lai cho biết địa phương có bức xạ nhiệt lớn và có hạ tầng truyền tải điện phù hợp để phát triển điện mặt trời. Tuy nhiên, phải tới khi có chủ trương khuyến khích tại quyết định số 13 năm 2020 thì các nhà đầu tư mới hưởng ứng mạnh mẽ. Trong năm 2020, từ nguồn vốn hàng nghìn tỷ đồng của các nhà đầu tư, ngành điện đã có thêm lượng phụ tải tương đương với công suất của thủy điện Iali. Tuy nhiên, việc điện lực thỏa thuận đấu nối ồ ạt khiến nguồn cung điện dư gấp đôi so với nhu cầu phụ tải, dẫn đến tình trạng cắt sa thải lại đang gây lãng phí nguồn năng lượng sạch và lãng phí lớn nguồn lực của nhà đầu tư. Xét trong mối quan hệ thương mại, với tư cách là đơn vị độc quyền mua điện nhưng lại ký đấu nối quá nhiều dự án khiến cung vượt xa cầu thì rõ ràng EVN đang tạo ra một cuộc mua bán mà chỉ bản thân mình có lợi, đẩy bất lợi và bị động cho các nhà đầu tư đưa họ vào thế sắm mặt với điện mặt trời.